Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Brahmacaro kathipati sahambati katang chali anthi warang ayachatha santi thasattam barachakkhachati ka de se tu thammang anukambimang ba chăng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh Bồ Đề. Dạ, phần thỉnh Pháp Sư cũng đã xong. Giờ này em xin kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh để chị điều phối chương trình ngày hôm nay. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học Pháp an vui và tiến hóa. Dạ, kính cảm ơn ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn Kim Nhung. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn Trích Kim Nhung và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trinh Đức Thượng Thọ Pháp Thanh Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con xin sám hối với Ngài và đạo tràng. Tự nhiên gần tới giờ thì con bị rớt nét, tưởng vào không kịp luôn rồi, bị cúp điện nên con rất là lính quýnh. Dạ con xin sám hối với Ngài và đạo tràng. Dạ con xin được phép đọc bằng chánh văn bài học ngày hôm nay, tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1, tương ưng chư thiên. Tám la mã phẩm đoạn, bài ba la mã tài sản. Tài sản gì ở đời đối với người là tối thượng, sự gì khéo tu trì đưa đến chân an lạc, vật gì ngọt tối thượng, trong tất cả vị ngọt sống cuộc sống thế nào được gọi sống tối thượng. Thế Tôn, lòng tin ở đời này là tài sản tối thượng, chánh pháp khéo tu trì đưa đến chân an lạc, sự thật ngọt tối thượng, trong tất cả vị ngọt sống cuộc sống trí tuệ được gọi sống tối thượng. Nam mô Bích Tha Giá. Và bản chánh văn con đã đọc xong. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, kính lễ Ngài Trí Đức. Chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay thì chúng ta học cái đoạn thứ ba, tài sản. Trước khi vào thời giảng giải chia sẻ Phật Pháp, kính cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo, Phật bảo lĩnh vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não,
Ngài đã bẻo gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo phương lương dược, ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh, những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và hàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Chờ phước báo tán dương ân đức tam bảo cộng mong chư công đức pháp thể căn ngang, kính chúc quý tu nữ và quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Thì quý vị biết rằng cái tài sản ở đây là nó chỉ cho tất cả những cái của cải, những cái của cải, thì những cái tài sản thì nó có về cái tài sản ở thiên giới, tức là cái tài sản của các cái vị phạm thiên của chư thiên. Thì nếu mà ở cõi nhân loại thì cõi gọi là nhân sản. Thì trong những cái loại tài sản này đó của thế gian, thì trong cái tài sản của thế gian thì nó cũng có thiện, tức là những cái quả lành, nhưng mà có những cái quả bất thiện là những cái khổ đau. Thành ra đó, chúng ta hiểu cái tài sản ở thế gian thì với cái câu Phật ngôn các báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại. Quý vị thấy rằng các tài sản về vật chất ở thế gian ấy, thì nó rất là nhiều, đủ thứ đủ loại này. Đó, cho nên là chúng ta hiểu cái chữ tài sản ở đây là như vậy đó. Rồi đối với các cái bậc thánh nhân, các bậc thánh nhân thì gọi là cái gì, là cái thánh sản, tức là những cái tài sản của bậc thánh. Đó, thì như vậy đó, là nếu mà cái tài sản của các bậc thánh nhân ở đây thì nó cao quý, nó là những cái pháp để đưa đến cái sự giải thoát. Còn cái thiên sản nhân sản ấy, nó còn bị sự tham muốn của phiền não, cho nên là nó còn trói buộc chúng sanh ở trong tam giới, trói buộc chúng sanh trong cái vòng quay sinh tử luân hồi. Thì ở đây thì đề cập đến là cái thánh sản. Chứ còn cái tài sản vật chất ở thế gian này như các cái loại mà cao quý, vàng bạc trân châu kim cương rồi gì đó, tất cả những cái tài sản đó so với cái thánh sản nó chẳng có là cái gì hết. Có đôi lúc những người họ thiếu trí tuệ thì cái tài sản nó còn đem đến cái điều tai hại. Cho nên chỉ có cái tài sản của bậc thánh hay là thánh sản, thánh tài, thì nó sẽ đem đến
cái sự an lạc. Cho nên là quý vị hiểu cái đoạn ở trong cái lời Phật dạy đây đó là tài sản của bậc thánh, hay còn gọi là thánh tài, thánh sản. Thì cái tài sản của bậc thánh ở đây đó nó gồm có bảy cái tài sản của bậc thánh. Đức tin, đức tin là cái thánh sản. Vì á, cái vị mà thánh nhân dù là ở cái bậc thấp nhất, sơ đạo sơ quả, hay là thánh nhập lưu, thì thánh tu đà quần nữa, cái vị này cũng có trọn cái niềm tin, cũng có trọn cái niềm tin ở nơi tam bảo rồi. Vị này tin vào Đức Phật là hoàn toàn giác ngộ, tin vào giáo pháp là có cái công năng để mà hướng thượng đem đến cái lợi ích tối cao. Tin vào chư tăng là những vị đang thực hành và những vị đã đạt đến những cái đạo quả cao quý, thực hành theo cái lời Đức Phật dạy, đi trên cái con đường giới định tuệ. Tin vào gì? Tin vào định lực nhân quả nghiệp báo. Và cái đức tin của vị này đó, nó là trở thành bất động. Cho nên là khi nào mà một cái vị mà đã đạt đến được cái niềm tin bất động này rồi, thì mới gọi là Phật tử, hay là con của Như Lai. Còn những cái hạng phàm nhân ấy, mà mình thấy cái niềm tin của mình nó còn lái động trong kiếp sống này đó, có khi mình học hành theo Phật pháp, nhưng mà vì cái niềm tin mình nó còn chưa có vững chắc, thành ra có đôi lúc là trong cái kiếp sống khác đó, mình tái sanh ở những cái chốn xứ, những cái quốc độ, những cái vùng mà họ không hiểu biết Phật pháp, trong những cái dòng tộc mà họ còn mê làm tà kiến, thành ra mình cũng bị lôi cuốn, bắt buộc theo cái những cái sai lầm tà kiến của cái dòng tộc đó, của quốc độ đó. Cho nên đó là chỉ khi nào mà cái vị mà đã đạt được sơ đạo sơ quả rồi đó, thì mới là chắc chắn vị này mới trọn cái niềm tin bất động đối với tam bảo. Rồi cái thánh tài thứ hai là về giới hạnh, là vị này đó luôn luôn thu thúc gìn giữ cái tam nghiệp của mình, rèn luyện thân khẩu ý luôn luôn trong sạch. Vị này luôn luôn ghê sợ tránh xa những cái bất thiện nghiệp, phạm vào những cái giới dù là gì nhỏ nhất. Cho nên là đối với các bậc thánh thì luôn luôn là cái giới hạnh nó trong sạch, nó thuần khiết. Rồi cái thứ ba đó, cái thánh tài thứ ba là cái lòng tàn, là sự hổ thẹn đối với các bậc thiện pháp. Vị này đã hiểu rõ rồi, khi mà có
lỡ phạm những cái điều ác thì vị này cảm thấy rất là hổ thẹn, rồi lòng quý là ghê sợ, kinh sợ những cái ác bất thiện pháp, giống như là những cái vật xú uế, dù cho là nó một chút nhỏ xíu, giống như là ở trên cái đầu cái que tâm á, hay là nó nhỏ bằng cái đầu chân nhang đi chăng nữa đó, thì cái mùi xú uế này nó cũng rất là hôi hám. Cho nên là nhờ có cái tà hàm quý này đó mà bậc thánh nhân là luôn luôn thực hành những cái thiện pháp. Rồi cái thánh sản thứ năm là đa văn, nghe nhiều học rộng, rồi vị này nghe lắng nghe với cái sự chú tâm, rồi vị này đó thọ trì những cái điều mình học, đó tức là mình học xong rồi đó mình phải gìn giữ, gìn giữ rồi á cái tâm á tích lũy những cái điều mà mình đã được nghe, đã được học. Cho nên á là quý vị thấy rằng đối với các bậc thánh nhân thì nghe pháp á là các ngài không có biết đủ. Thì một lần Đức Phật đang đi kinh hành ở bên ngoài thì có một vị trưởng lão giảng pháp đến cho các cái vị tỳ kheo. Thì cái vị này nó không biết là Đức Thế Tôn ở bên ngoài, vị này giảng giải cho tất cả các cái vị tỳ kheo về cái đề tài đó. Sau khi mà giảng giải xong á thì cái vị này mới biết là Đức Thế Tôn đang đứng ở bên ngoài. Vị này mới đảnh lễ và thỉnh Đức Thế Tôn vô. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói là dù cho bây giờ Đức Thế Tôn có giảng giải chăng nữa thì cũng chừng đó thôi. Cho nên là đối với các bậc thánh nhân là các ngài đối với các cái pháp mà hướng đến cái con đường hướng thượng giải thoát thì các ngài nghe không bao giờ cảm thấy là đủ. Cho nên là nhờ đó mà cái sự đa văn hiểu biết rộng lớn thâm sâu. Rồi cái thứ sáu, cái thánh tài thứ sáu là gì? Dứt bỏ cái sân tham. Tại vì cái tham nó là cái gì? Nó là một cái phiền não, cái tối quế. Mà đối với bậc thánh là các ngài đã từ bỏ những cái pháp bất thiện rồi. Cho nên là đối với bậc thánh là cái sự bố thí san sẻ, bàn tay rộng mở, là thực hành cái pháp hành xả. Đó, thành ra quý vị biết rằng và đối với bậc các cái bậc mà thánh nhân thì người ta có thể là người ta còn có một cái bát cháo, còn một cái bát cháo thôi, nhưng mà ta sẵn sàng tại dân cúng bố thí. Thành ra ở trong luật là
không có chờ đến những cái khi mà biết các cái bậc thánh nhân thì không có chư tỳ kheo không có nên là đi đến đó mà đi bát thường xuyên. Tại vì khi mà đi đến mà các cái vị thánh cư sĩ thì người ta dù cho người ta đã chịu đói đi chăng nữa, người ta cũng đem cái vật thực để mà dâng cúng đến như tăng. Cho nên là khi mà biết những cái vị đó là thánh cư sĩ thì thỉnh thoảng cũng đi đến để nhờ sự hộ độ dân cúng, nhưng mà không có đến thường xuyên. Thì cái câu chuyện mà cái nàng quý vị học trong Pháp Cú Kinh đó, nàng Cana đó, thì bà mẹ của cái nàng Cana này là một cái vị thánh sơ đạo sơ quả. Cho nên cái phong tục ở xứ Ấn Độ á là mỗi khi mà con dâu mà về nhà mẹ ruột á, thì khi mà trở lại cái gia đình bên chồng á thì phải có quà. Cho nên á là bà mẹ đó liên tiếp 3 ngày làm bánh để cho Kama đem về, nhưng mà vì chứ thì khu không có biết. Cho nên cứ vị này đến nhận xong rồi qua ngày sau rồi những vị khác đến nhận, tới ngày thứ ba đó bà chuẩn bị cho nàng Kama đem về á, thì khi mà thấy chư thì khu đi đến thì bà cũng đem ra bà dân cúng hết. Cho nên là chờ 3 ngày rồi mà cũng không có bánh để đem về gia đình bên chồng. Cho nên là lúc đó đó là cái sự kham nhẫn chịu đựng của Kama đó nó quá mức rồi. Cho nên nàng ta mới khóc la mắng nhiếc mắng nhiếc các cái vị tỳ kheo. Thì lúc đó đó Đức Thế Tôn mới đến rồi hỏi nguyên nhân như thế nào, thì bà mẹ mới trình bày. Rồi Đức Thế Tôn mới hỏi như vậy đó, chư thầy kheo có lỗi hay không? Thì thật sự ra chư tăng bị chư tăng độc quyết, thì đi đến rồi bà mẹ cứ vì là bậc thánh nhân mà, thì đối với tam bảo là nó là trước chất hết. Cho nên bà mẹ đem mấy bánh ra dành để bát cho chư thầy kheo hết đó. Từ đó tới sau thì bắt đầu Đức Phật mới nhắc nhở chư tỳ kheo khi mà biết những cái vị mà thánh cư sĩ đó thì không nên mà đi đến để mà người ta nhận cái vật thực của người ta quá 3 ngày. Cho nên là đối với các cái bậc thánh nhân thì cái vấn đề người ta sẵn sàng, người ta bố thí một cách mạnh mẽ, dân cúng đến tam bảo mà một cách là mạnh mẽ. Rồi cái thánh sản cuối cùng lại là trí tuệ, là cái sự hiểu biết về nhân quả, phân biệt được những cái điều thiện, điều bất thiện, những cái điều mà đem đến lợi ích, những điều đem đến cái sự tai hại, rồi luôn luôn có cái tâm phản tỉnh, thẩm sát, xem xét cái các pháp, trí tuệ thẩm sát cái sanh diệt của các pháp. Nhờ đó mà các vị này đi đến những cái kiến thức, những cái chánh kiến
để đưa đến cái sự đoạn diệt khổ đau. Cho nên là những cái tài sản này nó mới là cái tài sản cao quý. Và cái tài sản này đó, nhờ có những cái thánh sản này đó, thì các cái vị thánh nỗ lực thực hành. Giống như cái cỗ máy khi mà nó đã vận hành trơn tru rồi, thấy không? Nó cứ đi đến, cứ đi tới, không bao giờ trở lui. Những cái phiền não nào mà đã đoạn trừ rồi đó, là sẽ hoàn toàn chấm dứt, không còn còn tái sanh trở lại. Cho nên là cái vị mà đạt đến sơ đạo sơ quả đó, thì vị này chắc chắn là không quá bại kiếp, sẽ đạt đến bậc thánh lậu tận và chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên là cái con đường mà Ekayano Makko là con đường một chiều, nó chỉ đi tới, không có trở lui. Và cái con đường này là cái con đường độc đạo duy nhất. Chỉ có một cái con đường này để đưa đến cái sự đoạn trừ tất cả khổ đau, hướng đến cái giải, sự giải thoát thôi. Đó thì để quý vị hiểu. Cho nên ở trong cái đoạn này á, thì Đức Thế Tôn đã trả lời lòng tin ở đời này là tài sản tối thượng. Thì quý vị thấy rằng đó, cái đối với cái bậc thánh nhân thì cái niềm tin của các ngài là trở thành bất động. Cho nên đó, là nó là cao quý tối thượng, không? Còn bậc phàm nhân của mình á, thì cái niềm tin của mình á, nó còn dễ bị lay động lắm. Bữa nay á, mình khỏe mạnh, còn trí tuệ còn sáng suốt, thì mình còn tin vào Phật pháp. Nhưng mà rơi vào cái hoàn cảnh mà khốn cùng, khó khăn, không? Rồi cái bắt đầu cái mình lại đâm ra mình hoài nghi, quần hoài nghi, xong cái bắt đầu cái là người ta xuống bẫy. Bây giờ bệnh đau như vậy, nghèo khổ như vậy, thôi đi miễu này miễu kia, núi này núi nọ, cúng đồng cốt, cúng cái này khác để cầu mong cho hết bệnh, cầu mong cho có tài sản trở lại, này kia. Có nhiều khi á, cái niềm tin của mình nó chưa vững vàng á, thì sao mình còn bị lôi cuốn, mình chạy theo người ta. Đó, cho nên đối với cái bậc thánh á, thì cái lòng tin á, nó trở nên bất động rồi, nó mới là cái tài sản tối thượng. Nhưng mà trong đời sống đó, chúng ta là cái người phàm nhân đi chăng nữa, chúng ta cũng phải gìn giữ cái lòng, cái niềm tin. Đó, cái niềm tin với nhau, trong gia đình, trong xã hội. Thì quý vị thấy rằng đó, sở dĩ mà chúng ta còn thân cận với nhau, còn tiếp xúc, còn trao đổi, còn chia sẻ, còn cùng làm việc với nhau, tại vì nhờ có cái niềm tin. Khi mà cái niềm tin mà nó không còn rồi đó, thì bây giờ con cái cũng không muốn, nếu mà con cái cha mẹ mà không là cái tấm gương tốt,
không có mà thực hành những cái gương tốt à, thì người con á không còn cái niềm tin vào cha mẹ mình á, thì người này cũng không có thể gần gũi à, rồi sống đời trong đời sống mà tạo lập cái gia đình thì vợ phải tin ở chồng, rồi chồng thì phải tin ở vợ đó, thì cái gia đình mới nó mới còn có cái sự bền vững ha. Còn nếu mà chồng nghi ngờ à, nghi ngờ không có tin tưởng ở người vợ à, ngờ vực, không còn tin tưởng ở người chồng, thì cái gia đình này sớm muộn gì cũng tan rã à, đó. Cho nên đó là ở thế gian như vậy, chúng ta phải có cái sự tin tưởng với nhau à, cái người mà đi học à, cái người đệ tử không à, muốn học một cái ngành nghề nào à, phải có cái niềm tin về ông thầy, biết ông thầy không có kinh nghiệm về cái ngành nghề đó à, thì mình mới ráng mình học à. Còn mà bây giờ á, mình qua tiếp xúc mình học thời gian, mình còn ngờ vực, mình còn hoài nghi à, mình chưa tin tưởng vào cái tài nghệ của ông thầy á, thì cái người đệ tử này sẽ từ bỏ, không còn theo ông thầy nữa nha. Cho nên á, là cái lòng tin ở thế gian á, à, chúng ta phải có sự tin tưởng lẫn nhau à, thì chúng ta mới sống gần gũi tốt đẹp và mới có sự à, lắng nghe học hỏi nha. Cho nên là khi mà chúng ta gần các bậc thiện trí thức à, thì chúng ta phải gìn giữ cái niềm tin của mình à, thì khi mà cái niềm tin á, mà nó trở thành chánh tín nè, nó mạnh mẽ rồi đó à, nó có cái công năng thanh lọc tất cả những cái tà tính. Và khi mà mình có cái niềm tin vào cái chánh pháp rồi à, thì lần hồi chúng ta sẽ đạt đến những cái niềm tin bất động, và lúc đó là cái niềm tin nó sẽ trở thành cái tài sản tối thượng. Rồi à, chánh pháp khéo tu trì đưa đến chân an lạc, thì khi mà cái niềm tin, cái chánh tín à, nó dẫn dắt chúng ta thực hành các cái pháp thiện, các cái pháp lành à, thực hành các cái pháp đem đến sự giải thoát à. Thành ra đó, khi mà cái niềm tin nó vững vàng rồi đó à, thì chúng ta mới có sự nỗ lực tinh tấn thực hành à. Bây giờ mình có cái niềm tin vào pháp hành thì quý vị đừng tưởng mà chừng nào mà mình hành thiền ấy, thì mới gọi là cái pháp hành. Sự thật ra cái pháp hành ấy, nó bao hàm tất cả các cái sự mà thực hành các cái thiện pháp à, giữ giới nó cũng là hành à. Rồi quý vị thực hành cái thập thiện, thập hạnh phúc à, hay là còn gọi là phúc hạnh à, bố thí trì giới à, phục vụ cung kính à, nó cũng là pháp hạnh. Hay là thực hành 38 điều hạnh phúc cũng là pháp hạnh, chứ không phải là chỉ khi nào mà mình thực hành tứ niệm xứ à, thì mới gọi là hành. Nhiều người họ họ
chưa có hiểu biết, họ nghĩ là pháp hành là để dành cái thực hành cái tứ niệm xứ, đi đứng nằm ngồi, thân thọ tâm pháp. Chứ sự thật á, pháp hành á, là tất cả các cái pháp, giữ giới cũng là pháp hành, rồi mình thực hành cái sự phục vụ, cung kính học pháp, suy tư pháp, dùng cái trí tuệ phản tỉnh tư sát, về cái thiện, về bất thiện, chúng ta phản tỉnh xem xét cái tam nghiệp của mình, từ những cái tác ý về cái ý nghiệp, rồi trước khi nói, trước khi hành động, mình cũng phản tỉnh, mình xem xét kỹ càng, thì cũng đó là cái sự thực hành, cái pháp hành, không? Cho nên đó là khi mà chúng ta khéo thực hành đúng theo cái chánh pháp thì sẽ đem đến cái điều an lạc. Rồi, sự thật là vị ngọt tối thượng trong tất cả các vị ngọt. Thì sao? Ta nói là chân thật thì bất hư. Đó, bây giờ mình còn dở thì mình chấp nhận, mình biết là mình còn kém về cái điều kiện này, về mặt này, về mặt nọ, để mà mình chân thật với chính mình, để mình thấy được những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu, những cái nào mà mình còn thiếu sót, để mình sửa đổi. Chứ còn nếu mà mình cứ ngã mạn trống cao, thì sao? Thì mình không thấy được những cái, thì sao? Dù cho mình khéo léo che đậy như thế nào á, thì lâu ngày là nó cũng bị phanh vui, nó cũng bị lòi ra. Cái kim giấu trong bị mà, có lúc cũng lòi ra. Cho nên á, là trong đời sống, chúng ta thực hành cái sự chân thật, là cái vị ngọt tối thượng. Đó, có sao có vậy. Làm như thế nào, nói như thế đó, nói như thế nào, làm như thế đó. Chứ không có nên mà nói một đằng mà làm một nẻo. Có hiểu biết mà nói còn có hiểu biết, còn mình chưa hiểu biết thì mình chấp nhận chưa hiểu biết, từ đó mà mình mới nỗ lực mình học hỏi. Còn bây giờ á, mình sợ thua kém người khác, cái tâm cống cao ngã mạn, bây giờ có những điều mà mình chưa có biết mà mình cũng nói là mình biết, không? Thì khi mà đàm luận á, rồi kia nọ đó, lâu ngày nó cũng sẽ biểu hiện ra bên ngoài, người ta cũng biết, không? Đó, cho nên là cái câu nói là chân thật là bất hư, sự thật nó là cái vị ngọt tối thượng ở chỗ đó. Bây giờ mình còn dở, mình chấp nhận còn dở để mình bổ sung, mình thu thập, mình nỗ lực tu tập để mình có được những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức. Còn mình cứ nghĩ là mình giỏi, mà mình đã hiểu biết,
thì sao? Mình sẽ không có thu thập, không có tìm hiểu và để thực hành, để có được những, đạt được những cái kinh nghiệm, rồi sống cuộc sống trí tuệ, được gọi là sống tối thượng. Thì sao? Quý vị thấy rằng đó, tất cả những cái phiền não, thì 12 cái tâm bất thiện thì là đều có mặt là si mê hay là vô minh. Vô minh nó là căn cội nguồn gốc của phiền não, mà phiền não thì khổ đau, là nhân xấu đưa đến quả khổ. Thì muốn vượt thoát được cái khổ đau thì chúng ta phải, trong đời sống chúng ta phải hướng theo cái con đường trí tuệ. Cái cuộc sống đối với người mà có trí tuệ đó thì sẽ được an vui. Và cái trí tuệ này nó sẽ dẫn dắt chúng ta đạt đến cái lợi ích tối thượng. Cho nên là sống cuộc sống trí tuệ được gọi là sống tối thượng là như vậy. Quý vị thấy rằng á, trong thế gian này, những cái tài sản vật chất nó quý báu cỡ nào cũng không bằng hai cái là cái gì? Là cái sức khỏe. Vàng bạc châu báu thật là nhiều. Nhưng mà đó, vàng bạc châu báu đâu có mua được sức khỏe, thấy không? Đồng tiền á, tiền bạc á, chỉ mua được viên thuốc chứ không có mua được sức khỏe. Rồi tiền bạc nhiều cỡ nào nhiều nhưng mà đâu có mua được trí tuệ, thấy không? Đó, cho nên á là chúng ta phải nỗ lực thực hành. Cái tài sản vật chất á, nó tổn hào á, mình không có sợ tiền của nó bị hao tổn gì á, mai mốt mình có thể mình làm để mình kiếm lại được. Nhưng mà một khi mà sức khỏe mà nó mất đi á, là khó mà tìm lại được đó, thấy không? Quý vị thấy rằng á, những người già cái sắc thân này đó, nó đi đến cái chỗ mà già cỗi rồi đó. Thì bây giờ quý vị thấy rằng khoa học y học nó rất là tiến bộ nhưng mà không thể nào mà ngăn cản được, thấy không? Cái người già thì bắt buộc cái sắc quẩn càng ngày nó càng gầy yếu, nó đi lần đến cái bệnh tật đạo, không thế nào mà tránh khỏi được. Cho nên là cái sức khỏe mà bị mất là cái điều quan trọng. Rồi cái trí tuệ mình á, cái hao tổn mất mát về cái trí tuệ, sức khỏe mình có yếu đi chăng nữa đó, nó cũng không có nguy hiểm bằng cái mất mát tổn hại của cái trí tuệ. Nhưng mà đa phần quý vị thấy rằng những người thế gian ấy, là họ bị suy giảm về cái trí tuệ, mà họ không biết bị sao, bị gì, họ không có
có tu tập. À, cho nên đó, họ chạy theo cái trần cảnh bên ngoài. À, cho nên những cái người mà lớn tuổi rồi đó, họ bị gì? Họ bị lẫn. À, họ bị lẫn, họ không còn nhớ gì hết á. À, cho nên đó, là cái đó là cái điều nghiệm nhất. À, và quý vị thấy rằng á, có những cái bậc trưởng lão, à, những cái bậc trưởng lão tu tập những cái pháp, thì cho đến khi mà cái vị này đó chấm dứt tuổi thọ, à, cái vị này giả từ cái cuộc sống nhân loại, à, chấm dứt cái kiếp sống làm người này đó, các ngài cũng ra đi trong một cái sự an nhiên bình thản. À, mà cái sự mà tự tại này nữa là nó từ đâu mà có, từ nhờ có cái trí tuệ. À, cho nên mà cái tổn hao về tài sản này, tổn hao về sức khỏe này, à, nó không có nguy hiểm bằng cái tổn hao về cái trí tuệ. À, cho nên đó là trong cái đời sống là hai cái tài sản quý báu nhất là sức khỏe và trí tuệ. À, một khi mà cái sức khỏe mà nó xuống thì nó cũng ảnh hưởng đến trí tuệ. À, đó. Cho nên đó, là chúng ta phải sống để gìn giữ cái sức khỏe của mình. À, bây giờ mình chấp nhận theo cái quy luật của định lực của vô thường. À, mình chấp nhận cái định luật sanh lão bệnh tử. À, nhưng mà đó, mình đừng có phung phí cái sức khỏe. À, trong sinh hoạt, trong ngủ nghỉ, ăn uống, à, mình phải biết cái vừa chực. À, mình không làm cái gì quá sức. À, đó. Trong cái pháp hành cũng vậy. À, cái sự nỗ lực mà tu tập, mà đi kinh hành, tọa thiền, mà bỏ ăn bỏ ngủ, cái đó cũng không phải. Đó. Chúng ta phải dung hòa, gìn giữ các cái hoài nghi của mình cho nó được điều hòa cân bằng. Nè, chứ bây giờ mà mình ngồi hoài cũng không phải. À, mà mình đi hoài cũng không phải. À, trong các cái hoài nghi nó vừa phải nhau. À, để có cái sức khỏe. À, mà có sức khỏe đó thì cái thân nó an ổn á, thì cái tâm nó mới tu tập, mới có sự tiến bộ. Không? Bây giờ cái thân mà nó khổ quá, à, thân thọ khổ, thì cái tâm nó đâu có an được. Mà tâm không an thì sao mà định? À, mà không định thì không có đưa đến tuệ. À, cho nên á, là chúng ta biết để mà chúng ta gìn giữ, à, cái sức khỏe của mình trong những cái phương pháp tu tập. Mình lựa chọn những cái pháp nào mà nó phù hợp với điều kiện, à, sức khỏe của mình để mình thực hành. À, rồi những vật thực nào mà dù cho người ta nói ngon cỡ nào ngon, nhưng mà mình ăn vô nó không phù hợp. À, nó không có hấp thu được, không có tiếp nhận được. À, thì thôi, mình nên tránh. Chứ đừng nghe nói là cái món đó bổ lắm. Trời ơi, ăn cái món đó vô bổ lắm. Nhưng mà cái cơ địa của mỗi người nó khác nhau.
à, cái đường của mỗi người nó khác nhau. À, những người này á, họ ăn vô nó hấp thu được, họ khỏe, nhưng mà mình mà ăn vô nó không phù hợp. À, nó không những nó không hấp thu mà nó còn phản ứng trở lại thì mệt lắm. À, cho nên là chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta lựa chọn những cái vật thực nào phù hợp với bản thân mình thì mình dùng. À, rồi vào những cái giai đoạn, cái thời tiết nào nó an ổn, nó phù hợp, à, chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu tập. À, rồi trong cái điều kiện mà nó khó khăn, thời tiết nó khắc nghiệt, à, thì mình cũng phải tu tập, nhưng mà vừa chân mà vừa giữ. Còn cái lúc mà nó phù hợp đó, à, thì mình nỗ lực tinh tấn nhiều hơn. À, đó, như vậy đó thì cuộc sống có trí tuệ, à, thì sẽ đem đến những cái lợi ích, à, lợi ích ngay trong hiện tại, à, và tạo được những cái kinh nghiệm quý báu, à, trong đời sống hiện tại rồi thì sao? Chúng ta mới đi dần đến, đạt đến những cái lợi ích tối thượng. À, cho nên là luôn luôn trong đời sống chúng ta phải có sự hiểu biết, à, rõ ràng, không có lẫn lộn mê mờ. À, là chúng ta sống với trí tuệ, à, luôn luôn phải tương sát, à, phải phản tỉnh một cách rõ ràng, à, nhờ chúng ta vận dụng trí tuệ thường xuyên, hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút đó thì sao? Giống như cái dao đó, cái dao cái gì mà liếc một hai cái thì nó đâu có bén. À, nhờ mài tới mài lui mài thường xuyên đó, thì cái dao nó mới bén, không? Đó, thì cái trí tuệ chúng ta cũng vậy đó, chúng ta phải dung bồi nó thường xuyên. Người đời á, sở dĩ mà họ chạy theo trần cảnh bên ngoài á, cho nên khi mà cái sức khỏe nó yếu, họ mới già yếu lẫn lộn, à, họ không còn nhớ nữa. Còn cái người Phật tử, nếu mà chúng ta thực hành, à, chúng ta dung bồi, à, chúng ta sử dụng cái trí tuệ thường xuyên, à, chúng ta phản tỉnh xem xét, và chúng ta giống như chúng ta mài cái dao, à, thì cái trí tuệ của chúng ta đó, càng ngày nó càng nhạy bén. À, cho nên á, là bây giờ khoa học y học họ không phải công nhận mà. Ừ, cho nên á, là họ khuyên những cái người già đó là phải đọc sách nè, à, phải vận dụng cái trí tuệ của mình thường xuyên, thì những cái người này á, không có bị lẫn lộn. Còn nếu mà chúng ta không vận dụng trí tuệ, à, chúng ta không học, chúng ta không thực hành, à, thì sao? Thì cái trí tuệ nó sẽ bị mai một lu mờ, à, mà cái mất mát hết sức là nguy hiểm nhất, là cái mất mát về trí tuệ, à, tổn hao thất thoát về tài sản, à, mất mát về thân bằng quyến thuộc, à, tổn hao mất mát sức khỏe, nó không nguy hiểm bằng cái mà mất mát về cái trí tuệ. À, cho nên là chúng ta phải trong đời sống nên ráng, à, nỗ lực cố gắng, à, với trí tuệ cho thật nhiều, à, thì, à, qua cái đoạn thứ ba là cái tài sản, à, thì cũng, à, tìm hiểu qua những cái lời dạy của các bậc trưởng lão, à, cũng có chút ít những cái hiểu biết, những cái kiến thức,
để giải thích, chia sẻ với quý vị. Thầy giáo Phước Báo này kính cầu mong chư Tùng Đức Thượng Lão, cầu mong các ngài Pháp Thể Căn An, và chúc cho tất cả quý tu nữ và quý Phật tử hiểu biết được cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta nỗ lực thực hành trong đời sống, để đem đến cái kinh nghiệm quý báu, cái trí tuệ trong hiện tại, và hướng đến cái mục đích cao cả tối thượng trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui, nỗ lực tinh tấn thực hành. Cầu mong chư thiên quan hỷ phước báo, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin cùng thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý tu nữ, quý Phật tử cùng thảo luận về cái lời Đức Phật dạy trong cái đoạn thứ ba này. Và bây giờ xin cùng thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị, và mời đạo tràng Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú làm thầy, con xin thay mặt đại chúng đồng tâm, chúng con kính chúc, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, để cho chúng con được hiểu và hành theo, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Như Quỳnh không? Alo? Dạ, Kim Nhung nghe được không Kim Nhung? Dạ, con tri ân sư, không thấy cái máy con nó kỳ cục quá. Dạ, bây giờ thì con thay mặt đạo tràng cùng thỉnh sư dùng tạm tích nước ở thiện tỉnh thất thiện hữu, để con mời đạo tràng có ai những có thắc mắc thì xin đưa bàn tay. Dạ, xin thư nghỉ ngơi trong nhà giây phút bạch sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, cảm ơn Kim Nhung nghe rõ nghe. Dạ, kính lễ cô tu nữ Tài Duyên về vào đạo tràng Minh Châu Như Quang. Dạ, kính chào quý anh chị em đạo hữu về vào đạo tràng. Dạ, tại vì kính mời Nguyên Tịnh, mà Nguyên Tịnh chạy mất tiêu rồi. Ồ, ngài cũng rời rung luôn rồi. Nguyên Tịnh trở lại đạo tràng rồi. Nguyên Tịnh ơi, hôm nào nay vắng mặt ở trong rung. Nguyên Tịnh có câu hỏi nào trong cái bài giảng của Thượng Tọa Pháp Thanh không? Hôm ấy là Nhật Quỳnh hỏi là mất quyền lợi đó nghe. Nguyên Tịnh ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức trở lại đạo tràng. Nguyên Tịnh có nghe được âm thanh Nhật Bình không Nguyên Tịnh? Dạ nghe, có ý kiến không? Có ý kiến gì, có câu hỏi gì không? Cho Nhật Bình một tín hiệu đi. Nhật Bình nhường mít. Mấy Nhật Bình hỏi là Nguyên Tịnh mất quyền lợi đó nha. Mời Nguyên Tịnh nha. Nguyên Tịnh ơi, cầm mic được không? Rồi, mời Nguyên Tịnh. Nam Mô Bụt Thà Giá. Nam Mô Tham Mã Giá. Nam Mô Sáng Khả Giá. Con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Ngài Pháp Thanh. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con kính tri ân
đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Dạ bạch ngài, con có cái thắc mắc là cái chỗ mà cái niềm tin bạch ngài, thì con không hiểu lý do tại sao là cũng có một người Phật tử cũng làm phước rất là nhiều, tất cả những cái thiện pháp gì cũng làm hết, làm rất là tinh tấn và cũng có học pháp, nhưng về cái pháp hành thì chưa có sâu sắc. Nhưng mà tới lúc khi mà bệnh ung thư đó, thì người này đi cầu xin những cái gì linh thiêng, và có khi nghe có cái đạo, con không biết là đạo công hay đạo gì đó, mà ở trong nhà không có để bàn thờ nữa, không thờ ông bà nữa, thì con không biết là do cái người này, do cái phải là ở quá khứ, do cái nghiệp quá khứ đã tạo những cái điều bất thiện gì mà tại sao lại bị như vậy. Con kính thỉnh ngài giảng giải sâu vào cái điểm này để cho con được thông suốt bạch ngài. Mình không có tinh tấn trong cái pháp hành của mình, nên thành ra cái chưa không có tạo được cái đức tin một cách sâu sắc về cái giác, nên mới bị lung lay như vậy. Con kính ngài giảng giải cho hiểu sâu thêm cái phần này á bạch ngài, con kính dâng mới đến ngài. Nam mô Phật thầy giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Thì niềm tin của cái người mà phàm nhân mình á, thì thật ra đó, cái niềm tin của phàm nhân á, nó non yếu giống như cái cây mà nó còn yếu trước gió. Nó dễ bị lung lay, nó dễ bị thay đổi, nó dễ bị tác động bởi ngoại cảnh. Thì có những người họ mới bắt đầu học tìm hiểu giáo pháp, mới bắt đầu thực hành các cái thiện sự, nhưng mà cái tác động của cái duyên nghiệp từ quá khứ rơi vào những cái hoàn cảnh không thuận tiện, những cái chướng nghiệp, những cái quả xấu nó trổ, rồi sao cái niềm tin của mình đó, nó còn non yếu, nó bị lay động. Nó lay động trước cái hoàn cảnh. Rồi sao? Rồi bị lôi cuốn. Người ta bài cái gì mình nghe cái đó. Ta nghe ông thầy này hay lắm. Ông thầy này hay lắm. Cái đền cái miếu này hay lắm. Rồi đồng cốt này hay lắm. Đến đó cầu khấn gian giái để vượt qua. Nhưng mà sự thật ra đó, không có một cái đấng thần linh nào, không có một cái khả năng nào mà để mà vượt qua được. Tại vì cái quy luật cái sự vận hành của pháp nó là như vậy. Pháp, tất cả các pháp là vô ngã, không ai điều khiển được á, không ai mà có cái khả năng mà
vận hành, điều khiển được cái pháp ấy. À, mà gì? Cái sự vận hành, cái điều khiển là do nhân, do duyên. À, thành ra Đức Phật mới nói vậy. Cho dù bay giữa lưng trời, cho dù đáy biển, trốn thời đặng đâu, cho dù bể thẳm hang sâu, không nơi nào tránh quả sầu đã gieo. À, một khi mà cái nhân đã gieo rồi, cái lúc mà quả nó trổ rồi, à, thì không có cái phương pháp nào gọi là tốt đẹp nhất. Không có ông thầy thuốc nào, không có ông bác sĩ nào, không có một cái ông thánh nhân nào mà có thể mà trị được hết. Hả? Hả? Quý vị thấy rằng có nhiều khi xưng danh là thần y. Hả? Thần y đủ thứ chuyện, nhưng mà sao được? À, những cái bệnh mà do thời tiết, do vật thực, do sự bất hòa của tứ đại thì có thể trị được. Còn những cái bệnh mà nó thuộc về bệnh nghiệp rồi đó thì không có ai có khả năng mà trị được đâu. Tại vì cái đó là do những cái chướng nghiệp, à, từ quá khứ. Cho nên là chúng ta hiểu biết như vậy. Khi mà chúng ta tin vào cái định luật nghiệp báo rồi đó, à, chúng ta có trí tuệ rồi thì chúng ta không có bị người khác người ta lung lạc. À, còn không á là chúng ta sẽ bị tác động, bị lôi cuốn, bị người khác lung lạc. À, thì cái này mình nói cũng hơi thời sự chút ha. Thì khoảng một tuần nay thì cũng có cái vấn đề mà thần y gì đó, Võ Hoàng Yên gì đó. À, rất nhiều người họ phụ quán, họ chạy theo. À, ông này nó những cái chiêu trò, à, coi như cái người câm mà ổng bấm, ổng trị bệnh cũng hết á. À, người câm mà ổng trị bệnh nói là được. Rồi cái người mà bị bệnh tật tay chân rồi kia, nó không đi đứng được, không cử động được á, ổng bấm cũng cái người này cũng đi được á. Thấy không? Rồi trời ơi, thôi người ta tôn vinh, chạy theo rần rần. À, rồi, à, rốt cuộc thời gian bắt đầu những cái chiêu trò đó, nó bại lộ. Nó đâu có ai hết bệnh đâu, đâu có người câm nào mà nói là được đâu. À, đâu có người bị bệnh ung thư rồi cái nọ mà hết bệnh đâu. Thấy không? Đó. Rồi sao? Bây giờ mới lộ ra. À, đó, cho nên đó là cái, tại sao biết không? Tại vì cái đời bây giờ nó không có chân thật, vàng thao lẫn lộn. À, trời ơi, bây giờ nó đủ chiêu trò hết á. À, quý vị biết đó, là có những cái đền, cái miếu, họ đồn thổi nhau, họ tuyên truyền, à, họ tổ chức, trời, cái đền nó linh lắm. À, ở đó là cô cậu đồng cốt gì đó, linh lắm, hay lắm, bệnh gì trị cũng hết đó. À, đó. Trời, người ta mù quáng, người ta chạy theo. À, bữa nay đi núi này núi nọ, à, bữa kia đi đền này đền khác,
Bữa nọ thì đi á, là cầu khấn gian sinh đồng cốt gì đó đủ chen, rốt cuộc sao tổn hao tài sản hả? Nhiều người tin ông thần y à, bữa nay thì ông làm ở ở Bình Thuận nha, mà nội mà mua cái phiếu mà để vô mà được ổng mà ổng bấm ông ấy đó kia nọ đó à, phải tốn một khoản tiền à, tốn một khoản tiền cũng không nhỏ đâu, rồi rồi mà muốn mà được vô ông trị đó là phải ở nhà trọ, ở nhà trọ rồi chờ chờ mấy tới lượt, nhưng mà tới lượt rồi đó rồi xong cái ông trị gì đó rồi thấy thấy chưa được, cái qua một ngày sau đó, bữa hai bữa sau ổng từ ở Bình Thuận á, ổng chạy tuốt xuống dưới Cà Mau, ổng trị dưới rồi cơm ghe bè bạn bồng bế nhau chạy tuốt xuống dưới mướn nhà trọ ở mấy bữa ăn uống để chờ để trị, rồi hết bệnh đâu không thấy mà tiền của hết, thấy không đó. Thành ra đó, thành ra đó là chúng ta phải có cái sự hiểu biết à, cái sự hiểu biết về cái vấn đề mà cái định lực của nghiệp báo, thấy không? Thật sự ra đó, ngay chính bản thân sư mình cũng cũng có nhiều lúc mà năm năm trước đó là cái danh tiếng ổng lẫy lừng lắm à. Trời ơi, ổng đi ra nước ngoài, ổng qua tới bên Mỹ, qua châu Âu rồi ổng trị bệnh á. Răng thì có nhiều người Phật tử họ cũng khuyên sư. Họ nói trời ơi, nghe nói ông Võ Hoàng Yên ổng trị bệnh giỏi lắm sư. Bữa nào ông sư kiếm ổng sư trị bệnh thử coi. Biết đâu chừng là ổng bấm ổng trị cho sư hết sư đi lại bình thường. Thành ra đó sư thì sư cũng không nói gì, sư làm thinh thôi, nhưng mà mình biết là tại vì á là cái chiêu trò này sư đã nghe nhiều lắm rồi à, cho nên á thì thôi bây giờ người ta thì cũng có cái lòng tốt à, cũng muốn cho mình hết bệnh, nhưng mà mình đã biết rồi, cái này là do cái duyên nghiệp từ quá khứ mình không phải chịu thôi à, cho nên là mình thôi, mình không có bon chen, không có tầm cầu tìm kiếm làm cái gì à, và mình biết à, mình biết cái sự kiện này đó không chống thì chạy thế nào rồi á, cái sự thật nó cũng sẽ phơi bày ra, những cái chiêu trò mánh khóe như che đậy như thế nào đó, rốt cuộc là nó cũng sẽ bày ra. Thì đó y như rằng hồi đó thì tôn vinh á, lên tận mây xanh à, thánh này thánh kia thánh nọ, rốt cuộc bây giờ là nó chửi bới sâm à, rồi bắt đầu nó lật tẩy đủ thứ hết à, kiện thưa rần. Thì sao? Tại vì chúng ta sống không có giới trí tuệ, cái niềm tin của mình á nó còn bị lung lay, nó chưa có vững vàng, cho nên á mình đó, khi mà mình đã biết rồi về cái định luật nhân quả rồi đó à, cái định luật nghiệp báo à, thì trong giáo pháp nói là các pháp là vô ngã, thấy không? Vì thấy rằng á, đến các bậc thánh nhân cũng không có trốn chạy được, không có né tránh được cái nghiệp báo à, ngày một kiên quyết ngày cũng phải trả cái các nghiệp từ quá khứ đó à. Rồi
Đức Thế Tôn là cái bậc mà coi như là cao thượng nhất ở trong tam giới này. À, ngài cũng phải dướng vào cái bệnh kiết lỵ đó. Thành ra mình thấy vậy đó, mình biết, mình chấp nhận, hiểu biết về cái định lực rồi. Thành ra đó sư mới nói à, hồi lúc còn ở trên Vũ Đức mới nói vui vui với mấy vị sư bạn ở trển ấy. Thì nói rằng bây giờ mình cái nghiệp mà nó tới rồi đó, thì giờ qua đà tái sanh cũng bó tay. Không? Quý vị thấy rằng á, ông Qua Đà được tôn vinh là coi như là cũng là thần y đó. Nhưng mà sao? Ông là thần y rồi, ông có sống được tới 200 tuổi không? Hay cũng 70-80 tuổi rồi, ông bệnh cũng chết. Hả? Đó, cái thời kỳ Đức Phật là ông Chi Quá Cá là cũng một cái vị coi như là lương y tài giỏi. Nhưng mà rồi sao? Cũng ra đi. À, cho nên đó là chúng ta phải hiểu biết để sao? À, chúng ta tin vào cái lời dạy của Đức Phật. Có cái niềm tin chân chánh. À, khi mà có chánh tâm, cái tâm mà nó hướng về những cái điều chân chánh á, thì bắt đầu nó lắng nghe học hỏi để có cái chánh tín, có cái niềm tin chân chánh. Cái niềm tin mình đặt vào những cái đối tượng cao quý, à, tin vào cái đường lối, cái phương hướng đúng đắn, à, tin vào chánh pháp, nhân quả, nghiệp báo, tam bảo đó. Thì khi mà mình kết niềm tin mình á, càng vững vàng, à, thì lúc đó đó mình sẽ vượt qua tất cả những cái tác động ở bên ngoài. À, còn cái chánh tâm, cái tâm hướng về cái sự chân chánh mình chưa có mạnh, cái chánh tín mình chưa vững, thì sao? Nó còn bị xô ngã bên này bên kia theo cái chiều gió. À, cho nên á, là ở trong bài kinh á, thì mới nói là sao? À, vị thánh Tu Đà Quần đã thoát khỏi cả bốn đường dữ, không còn phạm sáu điều ác, và xu hướng theo ngoại đạo. Đó, cái này quan trọng đó. Chỉ có khi nào mình đạt được đến sơ đạo tu quả, cái niềm tin mình mới bất động, thì mình không còn xu hướng theo ngoại đạo. Còn nếu mà mình chưa đạt đến, mình vẫn còn xu hướng theo ngoại đạo, mình còn vẫn còn chạy theo cái ta kiến mê lầm, à, thì cái đó là cái đương nhiên thôi. À, cho nên á, là chúng ta phải củng cố cái gì? Củng cố cái tâm hướng chánh, à, củng cố cái chánh tín cho thật vững vàng. À, muốn có chánh tâm, chánh tín, à, mà chánh tâm ở đây là cái trí tuệ nó hướng về cái điều chân chánh, không? Đó, chính hai cái này nó sẽ dẫn dắt mình đi đến những cái lợi ích tốt đẹp. Còn mà cái tâm mình á, nó còn non yếu, trí tuệ mình á, nó chưa vững vàng, thì cái niềm tin của mình á, nó còn bị sa ngã, lay động. À, thì chúng ta phải củng cố những cái pháp này. À, chính những cái pháp này nó sẽ dẫn dắt, à, các cái pháp khác, các điều kiện pháp sanh khởi, à, theo sau. À, thì xin giải thích cái thắc mắc của Nguyên Tịnh, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con thành kính tri ân Ngài Pháp Thành. Dạ, con kính thỉnh Ngài dùng tách trà nơi trú xứ của Ngài và Ngài nghỉ ngơi trong giây phút. Dạ, con rất là hoan hỷ lời giải đáp của Ngài, và con cũng có cái sự thắc mắc nữa, và con kính thỉnh Ngài nghỉ ngơi một chút xíu. Con hỏi tiếp. Dạ, con xin Sếp Nhật Quỳnh Tâm Pháp Nguyên Tình xin hỏi thêm một câu ra xong và nhường mic lại đạo tràng. Con thì con không biết tóm tắt cái câu hỏi của con cho nó gọn, nhưng mà con thấy là con hỏi chính cũng con trước đây khi mới biết đến Phật giáo Nam Tông, và cái sự hiểu biết của con nó cũng mới bước vào đạo và nó cũng không có trí tuệ nhiều, làm gì thì cũng hay bị vướng mắc, và làm những cái thiền pháp cũng vậy thì nó không có đi với cái trí. Thì nếu mà làm như vậy thì sẽ cho ra cái nghiệp trắng đen, chẳng những mà khi cái tâm nó sanh khởi lên cái sự bất thiện, chẳng những mình tạo cái nghiệp nó còn xấu nhiều hơn nữa. Và con thấy hầu như và các Phật tử mới bước vào đạo vướng mắc rất là nhiều, giống như trong cuộc sống chúng còn là có nhiều, rất là nhiều phiền não, có nhiều cái sự trói buộc rất là nhiều, và muốn bước vào tới nơi đạo là để mình kiếm con đường giải thoát đi những cái sự coi trói buộc, những cái ái, giống như là mình giảm bớt, có cái sự nhận thức để giảm bớt đi. Thì chúng con trên con đường thì luôn đi tìm học đạo, luôn tìm cái này, tìm cái nọ, tìm rất là nhiều để cho cái trí tuệ hiểu biết. Nhưng mà trên cái con đường đi thì chúng con lại trói buộc tiếp tục nữa, cột chặt tiếp tục nữa. Mà những cái này nó rất là vi tế. Con thí dụ giống như là ở xưa thì con cũng được gặp một người bạn, thường xuyên được gặp nhau để học. Về tới một lúc nào đó cái không được gặp, cái bắt đầu tâm con nó buồn. Tất nhiên là cái ái này nó nhiễm vào hồi nào không hay. Thì như vậy cái này nó cũng là cái trên cái đường đi. Như mà nói là giải thoát, nhưng mà nó lại trói buộc với nhau, thì những cái quả này nó ý con hỏi đó là cái thiện là đi tìm học đạo đi, nhưng mà cái ái nhiễm này của con nó cũng thuộc về cái bất thiện rồi, thì nó trong đây đó thì những cái quả kế tiếp nó sẽ như thế nào bạch ngài? Ý con nói là cái tâm học mà nó không có trong sáng, để cho nó trói buộc những cái ái nhau, rồi để cho cái sự đau khổ với nhau. Nhưng mà trong cái học này mình, cái tâm mình nó không có cái trí sáng suốt, không có vận dụng trong cái pháp hành, không có suy tưởng như sáu căn của mình không có luôn được điều phục, để cho nó sơ xuất và để cho cái ái này nó nhiễm. Thì như vậy đâu phải là con đang đi trên cái con đường giải thoát phải không bạch ngài? Đâu có đi trong cái chánh pháp không phải không bạch ngài? Con kính thỉnh ngài giảng giải câu hỏi của con xin lỗi là con không có tóm gọn được cái câu hỏi của con. Câu hỏi của con nó mông lung quá. Con kính xin ngài giảng giải cái câu hỏi của con. Con hy vọng là ngài hiểu được câu hỏi của con. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, con cháu không thấy, con thấy nguyên tịnh xuống mít mà con không thấy ngài cầm mít. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt nguyên tịnh cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi giảng giải câu hỏi của nguyên tịnh ạ. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, nguyên tịnh thì không có té, mà hình như cái nách của thượng tọa pháp thanh có chút vấn đề rồi, sư không cầm mít được. Không thấy sư nhúc nhích gì hết, giống như hồi nãy Nhật Quỳnh vậy. Cầm mít lên là thấy nó làm sao á, không có khi là nên đạo tràng không nghe được. Dạ, bây giờ thì đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Chắc con phải xin phép thượng tọa pháp thanh quá. Dạ, con xin phép thượng tọa pháp thanh con. Con cho thượng tọa pháp thanh ăn chè, con thỉnh sư trở lại quá. Dạ, chứ chắc sư cắt mít ra nhau quý vị. Chết rồi, ngài rời rung được mà Nhật Quỳnh kéo không có được. Nguyên tịnh ơi, do cái nít của sư khóa lại rồi nên. Dạ, con thấy thượng tọa pháp thanh trở lại đạo tràng rồi. Dạ, con thỉnh ngài ra thì con kéo ngài vô mà không có được. Lý do là cái nít ngài khóa nên bây giờ con thấy sư trở vào rồi. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ, bây giờ sư có nghe được âm thanh con không? Cho con kính, dạ, con kính dâng mít đến sư để sư trả lời câu hỏi của nguyên tịnh ạ. Nguyên tịnh ơi, sư nói nguyên tịnh lặp lại câu hỏi kìa. Nguyên tịnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi mà nguyên tịnh. Alo, alo. Nguyên tịnh có nghe được không nguyên tịnh? Đã mất tiêu luôn rồi. Địch còn đây mà người đau mất dạng. Alo, Nguyên Tịnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, vậy là Nguyên Tịnh. Nghe mà lặp lại hơi khó. Nhật Quỳnh gồm ý Nguyên Tịnh, Nhật Quỳnh hỏi sư Nguyên Tịnh chịu không? Mình gom ý lại, Nhật Quỳnh hỏi sư nha. Rồi. Dạ, bạch sư, ý Nguyên Tịnh con hiểu ý thôi. Dạ, con không có lặp lại đúng lời của Nguyên Tịnh. Nhưng mà ý Nguyên Tịnh nói là khi Nguyên Tịnh tu tập thì Nguyên Tịnh có một người bạn rất là thân, bạn đạo rất là thân. Nhưng mà khi mà vắng người bạn này thì Tịnh rất là nhớ. Ý Nguyên Tịnh hỏi là như vậy mình tu mà mình còn vướng mắc như vậy á thì mình không phải là tu đạo giải thoát phải không? Tại vì nếu mà mình giải thoát thì mình không còn vướng mắc, không còn cái ái mà nó kéo nặng mình như vậy,
Dạ con cung thỉnh sư, phải không nguyên tịnh? Phải ý là nguyên tịnh vậy không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Nhật Quỳnh chỉ gom ý nhà. Dạ con xin thay mặt nguyên tịnh cung thỉnh sư, sư giải thích giùm. Nếu mà mình tu tập mà mình còn thấy cái ái của mình nó quá mà nó quá là nặng nề, thì mình phải tu tập như thế nào để mình được đi trên con đường giải thoát và sư. Và con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Thì sự thật ra đó, phạm nhân mình thì cái tầm mà luyến ái nó cũng còn mạnh lắm. Thì bắt đầu mình phải thực hành thôi. À, cái khi mà mình luyến ái nó là một cái tâm phiền não, mà khi mà phiền não mà nó hiện khởi thì sao? Thì lúc đó là si mê vô minh. Cho nên bây giờ mình muốn thoát được cái sự khống chế của phiền não đó, thì chúng ta phải tu tập trí tuệ. Bây giờ mình luyến ái những cái đối tượng này về cái trên cái khía cạnh nào? Về cái vấn đề gì? Đó, để mình tìm hiểu coi tại sao cái căn cội, cái nguồn gốc nó là mình bị dính mắc vô cái chỗ đó. Chính vì thủ nên hữu. Mình chấp thủ phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ. Tu là phải như thế này, phải như thế kia. Ăn á thì đồ ăn là phải như thế này, phải như thế kia, phải đầy đủ những cái gia vị thế này thế khác. Chứ sự thật ra đó, có lỡ thiếu chút tiêu hay là hoặc là lạc một chút, thiếu chút muối, lạc một hai cái nêm nếm, nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cái bữa cơm đâu. Nhưng mà tại vì cái mình sống mình chấp thủ nó quen rồi, phải như vậy đó. Cái người mà quen ăn ớt là phải có ớt, phải có ớt mới ăn cơm được, không có ớt là ăn cơm không được. Thì khi mà mình dùng trí tuệ mình phản tỉnh, mình xem xét lại tại sao mà phải có ớt mới ăn cơm được. Vậy là ăn ớt chứ không phải ăn cơm. Thử bữa nào bây giờ là không có điều kiện mua ớt, không có ớt, mình ăn cơm nó cũng bình thường, có gì đâu. Nhưng mà tại vì cái tâm của mình cho nên á, là thường thường á, những cái người mà đôi mà nam nữ khi mà họ yêu nhau á, họ cứ nghĩ là bây giờ mà không có anh là chắc em chết quá. Mà không có em thì chắc anh cũng chết quá. Tại vì cái khi mà cái phiền não nó quá mạnh lên rồi đó, nó mê mờ lý trí. Chứ sự thật ra đó, bây giờ không có em thì sao? Thì bình minh vẫn mọc. Đâu phải không có em rồi coi như là vũ trụ này đó u ám, mặt trời nó không mọc đâu. Mà nếu mà không có anh á thì sao? Thì thế gian này mọi người cũng làm việc bình thường. Nhưng mà tại vì lúc đó cái ái mình nó quá mạnh mẽ rồi, mình cứ phải lệ thuộc vào cái như thế này, như thế này, phải lệ thuộc vào cái đối tượng này,
cái phải đó. Cho nên á, mình muốn thoát khỏi là mình phải tập, à mình phải tập với cái trí tuệ. Giờ mình tập, bây giờ mình có công việc gì đó, đôi ba ngày mình không có tiếp xúc với cái đối tượng này, coi cái tâm mình như thế nào. À đó, thấy không? Có những cái người mà họ nghiện game, à trời ơi, chơi game mà nó bỏ ăn bỏ ngủ, chơi hàng tháng trời đó. À thì cái nghiện này á, tại do mình, thấy không? Bây giờ muốn chữa, mình làm chuyện khác. Bây giờ đem cái người này đi vô ở một cái vùng sâu vùng xa nào đó, không có điều kiện, không có internet, không có tất cả, một thời gian. À thì sao? Bắt nó làm việc, à phải lao động thế này thế khác, bắt buộc nó thời gian thì nó tự nhiên nó sẽ quên đi. À còn mà mình đắm nhiễm vô đó đó thì sao? Nó lôi cuốn, lôi cuốn, càng lúc nó càng lún sâu. À còn mình biết mình sẽ dùng cái phương pháp đối trị, à mình vượt ra. À, thì bởi vì cái tham ái mới tựa như là cái xoáy nước, tất cả những cái vật dụng gì, dù là gỗ, chiếc xuồng, chiếc ghe, chiếc thuyền gì mà đi vô cái dòng xoáy nước là sao? Nó cuốn hút, nó nhấn xuống, nó nhấn chìm xuống. Đó, bây giờ mình phải biết, mình từ từ mình lượt vượt qua, tránh xa cái xoáy nước. À, ngay trong cái đời sống hiện tại này, à mà chúng ta không có vượt thoát ra được thì sao? Mình cứ bị phụ thuộc, mình chạy theo, à mình dính mắc, mình luyến ái vào cái đối tượng này hoài. À sự thật ra không phải là ngay kiếp hiện tại này, mà trong nhiều kiếp sống quá khứ á, mình cũng luyến ái đối với cái đối tượng này rồi. Cho nên là tại sao đối với những người khác mình không có bị, mà với cái đối tượng này mình bị? Đó, thì mình suy xét như vậy để mà mình lần hồi mình vượt thoát ra. À, chỉ có cái phương pháp mà Đức Phật dạy, và mình phải nỗ lực, mình thực hành, mình phải nỗ lực, mình tu tập. À bây giờ á, mình thích nhất là cái món ăn nè, rồi phải nêm nếm gia vị tiêu hành, à như thế nào đó, thử một bữa nào đó mình cũng ăn món đó, nhưng mà bớt ra một cái món gia vị coi. Còn cái tâm mình á, đối với cái món ăn đó nó như thế nào. À rồi lần hồi mình sẽ thoát ra được thôi. À cứ mỗi ngày mình bớt một chút, giảm thiểu một chút vậy đó. À thật sự ra tất cả là do mình cái quân tập, mình thói quen. À hồi thời mà xưa còn trẻ, à đi làm về tối, hồi đó thì cái khoảng là năm 70-80 đó, thời kỳ nó khó khăn, điện đốm rồi đâu có, rồi máy móc đồ cũng phải truyền hình rồi cũng như bây giờ đâu. À ở thành phố Mỹ Tho mà cứ cúp điện khu vực này có một đêm thì qua ngày sau cúp. À cho nên là đi làm về rồi ở nhà cúp điện, rồi xách xe đạp chạy vòng vòng không mát. À mà chạy vòng vòng ngồi thì bắt đầu ghé vô quán cà phê. À vô quán cà phê đó, rồi cái đôi ba ngày, năm ba ngày như vậy á, nó cũng
thành cái thói quen. Chiều mà không xách xe đạp mà chạy vòng vòng là bắt đầu cũng thấy nó khó chịu, không? Nhưng mà rồi sao? Tới chừng mà đi học bổ túc nhân quá đó, rồi cái mất chiếc xe đạp. Tới chừng mất chiếc xe đạp rồi sao? Bây giờ không có xe đạp làm sao mà chạy đi vòng vòng? Thôi, già có bữa một hai ngày đầu thấy nó khó chịu. Tại vì cái thói quen này mình quân tập, chứ nó không có ấy. Nhưng mà nếu mà mình cứ chiều theo nó hoài á, thì mình trở thành nô lệ cho nó. Chứ còn á, mình tập từ từ mình sẽ thoát ra được. Rồi một hai ngày đầu nó hơi khó chịu chút, chứ năm ba bữa sau thì thôi. Lỡ cúp điện thì cũng ngủ sớm thôi chứ giờ đi đâu vậy, không? Đó, thành ra đó chúng ta nhiều đời nhiều kiếp chúng ta sống với cái sự điều khiển sai sử của phiền não, để nó làm chủ, thì mình nghĩ là bây giờ là mình thoát ra không nổi, không được. Sự thật ra nếu chúng ta tu tập theo cái lời Phật dạy, chúng ta cố gắng thì lần hồi chúng ta sẽ vượt thoát. Còn nếu mà bây giờ mình cứ mãi chấp nhận làm nô lệ cho nó, mình chấp nhận để nó điều khiển mình, mình dính mắc, mình chấp thủ, thì chúng ta sẽ còn bị trói buộc, rồi còn khổ đau triền miên. Thành ra đó thì mình phải nỗ lực. Một trong những cái thời gian đầu thì nó khó nha, nó khó, nhưng mà lần hồi mình sẽ chuyển đổi những cái đời sống trí tuệ, mình sẽ vượt thoát ra. Thay vì bây giờ là cái giờ đó mình gặp người đó mình nói chuyện này kia nọ thế này thế khác, bây giờ mình tập đến cái giờ đó mình không đi, mình bây giờ mình lễ bái tam bảo, mình làm một cái gì đó, mặc dù là bây giờ là theo cái giờ đó mình phải, nhưng mà bây giờ mình không làm thấy nó khó chịu, nhưng mà mình phải thực tập dài ba bốn ngày, lần hồi mình sẽ thấy mình cũng có cái khả năng mình vượt qua, chứ không phải mà nó là cái gì để mà nó điều khiển nó, chỉ huy nó sai khiến mình, thì do cái sự nỗ lực thực hành, sự tu tập thì mình sẽ vượt thoát qua được những cái chấp thủ, cái dính mắc, cái tham ái. Xin giải thích cái sự mắc của Nguyễn Tịnh và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú thành thai, con thấy Nguyên Tịnh đã sa thú rồi, tri ân sư rất là nhiều. Dạ, chúng con cũng thành kính đảnh lễ, tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải hai câu hỏi của Nguyên Tịnh. Dạ, rất là hữu dụng cho chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Bữa nay Nhục Quỳnh không mời Kim Nhung nha, để cho Nhục Quỳnh hỏi. Tại vì cái bài giảng của sư ngày hôm nay trúng ý Nhật Quỳnh lắm, nên Nhật Quỳnh phải hỏi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con cho con xin hỏi. Lúc nãy con nghe ngài nói, sư nói về niềm tin, nên con nhớ lại một điều. Niềm tin mình lay động, thì con nhớ trước kia thì nói chung những cái gì mà sư nói ở trong đạo tràng, đi cầu, đi xin, đi này, đi kia gì con đều có hết. Dạ, nên rồi cuối cùng thì con ra chuồng heo con ở. Thầy Hòa đã đời rồi ra chuồng heo ở. Do cái năm đó thất bại, nên con cũng làm ăn thất bại. Tiền mình thì người ta giật, mà mình nợ thì mình phải trả. Cuối cùng thì
kiếm thầy kiếm bà đã đời cầu sinh đủ chỗ hết rồi, cũng phải ra sân ở. Nhưng mà chuyện đó đã qua rồi, con chỉ nói để chia sẻ với đạo tràng để thấy cái xấu của con đã tạo. Nhưng mà sau này con nhờ con đi qua Phật giáo Nam Truyền, con nhờ nghe được quý sư giảng thì con nghĩ đó là một cái nghiệp của đời quá khứ con đã tạo, thì con gánh thôi, không có chuyện gì. Nhưng mà bây giờ con thấy cái tình trạng này rất là nhiều, nên con muốn hỏi sư để sư giảng giải kỹ hơn cho chúng con nghe. Mến chào cà rốt, để chúng con có thể sửa được, để niềm tin không bị lung lay, nhất là về cái thiền. Dạ, tại vì cách đây cũng 10 năm rồi, rồi bây giờ con thấy cái hiện tượng nó trở lại nữa. Có nghĩa là có một số người, người ta cũng là thầy, cũng là sư đó, thì người ta nói là người ta sẽ giúp cho mình học cái thiền năng lượng đó bạch sư, để mình chữa bệnh. Thì trước đây thì con có người bạn cũng rất là thân, thì là cũng học cái nghề mà học cái mà thiền để năng lượng để mà chữa bệnh. Thì chồng cô này bị bệnh, con không có nói bệnh ra, nhưng mà đại khái chồng cô này bệnh thì rước ông thầy đó, ông thầy của cô về chữa cho cô, chữa cho chồng, thì cũng bớt được một thời gian, rồi sau đó rồi cũng ra đi. Thì ý con nhé, cái câu hỏi của con á, cái thiền mà năng lượng để chữa bệnh á, giống như hồi nãy sư nói, không có ai mà chữa được hết, đừng với cái nghiệp của mình, và ai cũng phải chết. Thì ý con hỏi á, là khi mà mình học thiền năng lượng với một vị sư, một vị thầy nào đó, để mà mình nghĩ rằng mình sẽ là thầy, mình sẽ là chữa bệnh, mình sẽ chữa bệnh cho mình và mình chữa bệnh cho mọi người, cái này có đúng với lời Phật dạy không? Và nếu mình tin theo những cái vị đó mà mình sao lãng cái việc mình học pháp, mình học pháp, mình hành pháp, thì cái nghiệp này có tốt với mình không? Mình đi theo một vị thầy, vị sư nào đó một thời gian, thì cái quả đó sẽ đến với mình như thế nào? Dạ, con kính dâng mình đến sư, sư con cũng thỉnh sư chỉ dạy dùm cho con. Nam Mô Bích Tha. Dạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Cà Giá. Bị gì cái tâm của mình á, tâm của mình cái gọi là cái chánh tâm như hồi nãy sư nói đó, nó chưa có mạnh, nó bị lôi cuốn theo cái trần cảnh bên ngoài, mà cái thế gian này á thì sao, nó luôn luôn là nó diễn biến theo cái tưởng của người ta, nó rất là nhiều. Quý vị suy gẫm lại có phải không? Lâu lâu cái tự nhiên cái bầu phong trào gọi là nhân điện nhân điện để mà trị bệnh thế này thế kia. Trời ơi, hay lắm. Trời ơi, đua nhau rần. Đi tới đâu nghe cũng bàn về đi học nhân điện, trị bệnh bằng nhân điện, đủ thứ chuyện hết. Rồi cái thời gian cái bắt đầu cái nhân điện xuống dọc xẹp, cái bắt đầu cái gì đó pháp luân công chân thiện nhẫn ai cũng ác nhau tu rần. Thì cái thế gian này đó, Đức Phật nói cho nó quay cuồng. Cuộc đời mà xã hội mà bình lặng á, nó không có vui. Bữa nay á, nó chạy theo cái phong trào này, thời gian nó thấy không được, cái bắt đầu cái có một cái phong trào khác nó nổi lên, rồi á bắt đầu tuyên truyền
à, rồi với nhau cái áp nhau chạy theo. Thì ở đời này cái thế gian nó là vậy à. Cho nên á, khi mà mình hiểu biết được, mình có trí tuệ thì sao? Quý vị thoát ra, quý vị thoát ra à, quý vị đứng ở bên ngoài á, quý vị quan sát à, bởi Đức Phật mới nói nhau, thế gian này á, quay cuồng điên loạn à, thế gian này là mù quáng. Bị sao? Bị gì? Mình bị cuốn ở trong cái vòng quay này rồi, mình đâu có thấy à. Nhưng mà khi mà mình hiểu biết Phật pháp á, mình lùi ra, mình lùi ra bên ngoài à, mình lùi ra bên ngoài, mình nhìn, mình sẽ thấy. Lúc đó mình sẽ thất cười. Mình thất cười sao? Mình thất cười chính mình. Trời đất ơi, mai á, mai nhờ tôi học Phật pháp, bây giờ tôi thoát ra, tôi thoát. Hồi đó tôi cũng bị khùng điên trong cái đám đó đó à, cũng bị lôi cuốn, bữa nay chạy theo cái này, mai chạy theo cái khác, muốn chạy theo cái nọ đó. Tại sao? Thì lúc đó đó, bị gì? Mình sống trong cái phiền não, cái tham muốn à. Rồi sao? Cái tưởng của mình á, tưởng như vậy là đẹp, tưởng như vậy là hay à, tưởng như vậy là hạnh phúc, tưởng như vậy là an lạc à. Cho nên á, à, tưởng điên đảo tưởng à, rồi mình cũng trong cái đám mà khùng điên đó chứ không có. Nhưng mà may mắn à, mình phải thấy một cái điều hết sức là may mắn, là một cái hạnh phúc lớn lao à, khi mà mình thoát ra được cái đám khùng điên. Bây giờ mình hơi tỉnh chút à, chứ hồi đó là mình cũng khùng điên y như họ đó. Bữa nay là chạy theo cái pháp này à, bữa nay thì tán thán tôn vinh à, ông này là thánh, bà kia là thánh à. Rồi tới chừng mà biết được, hiểu được, toàn là thánh giả thánh giống không à. Đó thì á, lúc đó là sao, là mình có được chút trí tuệ đó à. Đó thì khi mà mình hiểu biết được, mình thoát ra được à, thì mình sẽ thấy, thấy không? Giống như người ta mời mình đến một cái bữa tiệc à, đến một cái bữa tiệc nào đó đó, thấy không? Thì nhiều người, đa số họ đến một cái bữa tiệc để gì? Coi cái gia chủ ta đãi, ta đãi ăn như thế nào. Không? Rồi người ta trưng bày à, như thế nào, thế nào, thế nào, thế nào à, để gì? Để thỏa mãn à, năm cái giác quan à. Nhưng mà với những cái người mà trí tuệ đó thì sao? Người ta không có nhào vô để ta ăn, người ta không có nhào vô để người ta thưởng thức, không? Mà người ta đứng xa một khoảng để ta nhìn à, để ta nhìn. Thì lúc đó người ta mới phát hiện ra là cái thế gian này nó là điên đảo, không? Lớp thì ăn uống nhậu nhẹt, không? À, y như cái người điên. Rồi ca hát nhảy nhót rần rần lên à. Nhưng mà thế gian như vậy nó mới là trò vui, thế gian nó phải là vậy à. Cho nên á, khi mà mình á, mình thoát ra được thì có nước là mình đi kiếm cái chỗ nào an tịnh để mình tu, không? Mình không còn bị lôi cuốn trong những cái tưởng điên đảo, những cái trò vui của thế gian nữa à. Vậy đó,
Thành ra mình mới thấy rằng may mắn mình hiểu biết nhờ học Phật Pháp mình thoát ra được. À, thì những cái kiếp sống tương lai mình sẽ không còn đắm nhiễm ở trong đó nữa. À, còn những chúng sanh bây giờ họ quay cuồng, họ thích thú, họ dính mắt à, trong những cái tưởng điên đảo này, thì họ sẽ còn bị lôi cuốn, bị trói buộc nhiều kiếp sống nữa, vậy thôi. À, thành ra đó, à, chúng ta phải mở mắt ra, à, lần hồi chúng ta phải gạt bỏ cái màn vô minh si mê, à, không đó. Còn hả, nếu không á, mình thích thú, mình nhiễm đắm, à, mình quay cuồng trong đó thì mình sẽ còn khổ đau, à, còn sanh lão bệnh tử, sầu bi khổ ưu não, còn dài. À, thành ra đó, à, nếu mà ngay trong cái giây phút này, ngay trong đời sống hiện tại này mà mình thoát ra được những cái mê lầm tà kiến, à, mình có trí tuệ để mình thấy được, để mình vượt thoát ra, à, là cái mình cũng cái hữu duyên, cái nhân duyên mình cũng rất là lớn à. Đó. Thành ra càng ngày mình ráng cố gắng nỗ lực học tập, à, dung bồi trí tuệ để vượt thoát ra những cái cám dỗ, à, những cái lôi cuốn, à, những cái điên đảo tưởng, thì mình sẽ là cái người mà sáng suốt, à, tinh tấn, à, minh mẫn. Dạ, xin giải thích cái thắc mắc của cô nhiều. Dạ, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Dạ, sa thủ lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân sư rất là nhiều. Nhưng mà cái câu con mới vừa chắc lên đó, bà sư chỉ coi, khi một người mà bị vô cái cảnh đó rồi thì làm sao để mà họ thoát ra được, bà sư? Ví dụ họ mê đắm vô, bây giờ tôi ngồi thiền, tôi có năng lượng để tôi chữa bệnh cho người, tôi chữa bệnh cho tôi, rồi mình không có nghe được những cái lời của Đức Phật dạy, thì làm sao mà mình thoát ra cái cảnh đó, bà sư? Con thấy còn có mấy phút, bà sư Văn Hỷ chỉ dạy giùm cho con ạ. Nam mô Bụt Tha gia. Nam mô Bụt Tha gia, Nam mô Tham Ma gia, Nam mô Sang Kha gia. À, thì bằng cách là từ mỗi ngày mình cởi bỏ ra một chút. Tại sao? Tại vì cái đó là cái do cái ngã mạn. À, cái ngã mạn mình nghĩ là làm như vậy là hay. À, làm như vậy là giỏi. À, do cái phiền não nó ma mị, à, nó suối bẫy mình. À, mình làm vậy là để mình tự giúp mình mà, mình trị bệnh cho mình làm vậy để mình giúp đời, à, mình giúp cho chúng sanh, không đó. Thành ra đó, ra có những cái pháp đó mà mình phải dùng cái trí tuệ mình phản tỉnh, chứ không thôi á, đúng thôi á, là cái phiền não này đó nó mang rất nhiều cái mặt nạ, à, nó lý luận, à, nó bao biện, nó bao che, à, thế này thế khác thế khác, mà nếu mà mình không có trí tuệ á, thì mình bị nó khống chế, à, nó xuống bẫy, rồi nó dẫn dắt mình,
nó trói buộc mình, nó cột trói mình vào những cái điên đảo tưởng. Thì thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Cô Nhật Quỳnh sám hối rồi, sư xin phúc chúc và ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt với phước báo này, cầu mong tất cả chư tôn đức có thể ra ngang, và chúc quý tôn nữ quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân trường tòa Pháp Thanh rất là nhiều đã giảng dạy bài học cũng như thảo luận những câu hỏi của chúng con để chúng con tiến gần đến được lời Phật dạy. Dạ, Nhật Quỳnh đang kính mời Kim Nhung. Dạ, vậy thì thôi, con xin thay mặt Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng để sám hối sau khi thính pháp, và con cung tỉnh trường tòa Pháp Thanh sự bi phúc chúc cho đạo tràng. Nhật Quỳnh mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Nhật Quỳnh đang tính mời Kim Dung. Dạ. Bụt tam an ghê na văn đê hăng ba đà phẳng xung và ruột tam an bụt thể dơ ca lì tổ đô sâu. Bụt thơ khả mặt tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật. Đà đẳng chi tôn chỉ thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uột tam an ghê na quạnh đê hăng thẩm manh cho đức vi thăng và răng.